Tin sáng ngày 6 tháng 4, Ukraine đẩy lùi các đợt tấn công của Nga tại thành phố chiến lược Krasnohirivka, Donetsk. Máy bay chiến đấu F-16 không còn phù hợp với Ukraine. Nga đang lặp lại sai lầm từ đầu cuộc chiến. Tư lệnh quân đội Israel sa thải hai chỉ huy cấp cao vì làm thiệt mạng các nhân viên cứu trợ ở Gaza. Triều Tiên nhập khẩu lượng lớn gạo kém chất lượng từ Trung Quốc. McDonald's đang mua lại toàn bộ quyền kinh doanh tại Israel Du lịch hàng không toàn cầu tăng 21,5% May Anh và DKN xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 6 tháng 4 của DKN Sau đây là phần nội dung chi tiết Báo cáo tiền tuyến từ Ukraine cho biết, theo hướng Kurakov, các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào thị trấn Kurakov và bắt đầu một trận chiến với quy mô lớn nhằm tiếp cận thị trấn này. Tuy nhiên, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công ba đợt tấn công của Nga ở đó. Vào ngày 4 tháng 4, người Nga đã tăng cường tấn công vào thị trấn Kurakov sau khi chiếm Marinka. Bước tiếp theo của người Nga là Krasnohoprika vì khu định cư này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc tấn công về phía đông có hai lý do để nga nhắm vào khu vực này. Đầu tiên, Krasnohorivka có tầm quan trọng chiến lược lâu dài đối với người ukraine. Đây là nơi chuẩn bị cho các cuộc phản công trong tương lai và là bàn đạp nhắm vào thành phố Donetsk. Thứ hai, Krasnohorivka còn có giá trị chiến thuật lớn đối với người nga vì việc chiếm thị trấn sẽ cho phép họ tiến sâu vào các cánh đồng, cắt đứt một phần nguồn cung cấp cho các khu phòng thủ của ukraine và cung cấp khả năng kiểm soát hỏa lực của hai bên sườn của ukraine. Tuy nhiên, tấn công Krasnohorivka không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với người Nga, vì người Ukraine đã cố thủ ở đây và có sự chuẩn bị tốt. Địa hình hiểm trở với thung lũng nhỏ và đầm lầy buộc các mũi tấn công thiết giáp của Nga gặp khó khăn. Sau quá trình chuẩn bị, quân Nga đã quyết định phát động tổng cộng 3 đợt tấn công vào thị trấn, và cả ba cuộc tấn công này đều bị đẩy lùi. Sau một trận chiến căng thẳng, lực lượng Ukraine được cho là đã đánh lui được quân Nga. Phía Ukraine đã phải chịu những tổn thất nhất định, nhưng tổn thất của Nga được báo cáo là cao gấp 3 lần so với quân Ukraine. Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến đến Kiev vào cuối năm nay sẽ không còn phù hợp để chống lại quân Nga. Từng được coi là phương tiện chiến đấu đầy tiềm năng ở Ukraine, loại máy bay này đã trải qua những cuộc tranh luận kéo dài khi các quốc gia cân nhắc kỹ lưỡng về việc có nên đưa F-16 đến Ukraine tham chiến hay không. Hoa Kỳ đồng ý bật đèn xanh vào tháng 8 năm 2023, với điều kiện các phi công Ukraine phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt ở các nước đồng minh để vận hành máy bay phản lực an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, một quan chức quân sự cấp cao Ukraine nói với Politico rằng mọi loại vũ khí đều có thời điểm thích hợp của nó, và với những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại thì F-16 không còn có ý nghĩa quan trọng ở Ukraine. Quan chức quân sự này nói rằng Ukraine cần có F-16 vào năm 2023 và chúng hiện sẽ không còn phù hợp với năm 2024. Ukraine liên tục thông tin về những thắng lợi gần đây của họ trong việc tiêu diệt một loạt xe tăng và xe bọc thép của Nga gần thành trì Avdiivka. Sự thành công liên tục của Ukraine lại đang minh họa cho việc Nga đang tiếp tục lặp lại những sai lầm từ đầu của chiến. Và sai lầm này đang khiến Moscow tiếp tục phải trả giá đắt. Quân đội Kyiv hôm đầu tuần đưa tin, những binh sĩ thuộc lữ đoàn dù số 25 của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga gần làng Tonenke và phá hủy 4 xe tăng cùng với hai xe chiến đấu bộ binh ở phía tây Avdiivka. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ ISW đã mô tả cuộc tấn công trên của Nga là cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô cấp tiểu đoàn đầu tiên của Moscow kể từ khi Điện Kremlin bắt đầu cuộc tấn công vào Avdiivka vào tháng 10 năm ngoái và một tiểu đoàn xe tăng Nga thông thường có tới 30 xe. Việc mất quá nhiều phương tiện trong một trận chiến gợi nhớ lại những sai lầm từ đầu cuộc chiến của Nga và khiến cho họ phải chịu những tổn thất chưa từng thấy. Các chuyên gia cũng nhận thấy một số điểm tương đồng giữa các cuộc tấn công của Nga gần làn Tonoke và những cuộc tấn công của Nga vào thời kỳ đầu cuộc chiến. Họ nói rằng thật ngạc nhiên khi đội quân ở Tononke chủ yếu sử dụng một con đường duy nhất và dường như không sử dụng bãi đất trống ở hai bên để dàn quân ra. Nguyên nhân của tình trạng này là do các xe tăng Nga có thể lo ngại về địa hình lầy lội hoặc chúng phải các bãi mìn. Và cho dù vì bất kỳ lý do gì, thì Nga sẽ phải chịu tổn thất đáng kể về lý do này. Thiếu tá Victor Chegubov, một phóng viên chiến trường của Ukraine, nói với Newsweek rằng tại khu vực gần Toninke, chúng tôi đã chứng kiến Nga phạm những sai lầm giống như ở gần Vuleda năm trước. Vurida, một ngôi làng nhỏ ở miền nam Ukraine, là nơi xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội trong vài tuần vào đầu năm 2023. Các quan chức Ukraine thừa nhận đó là trận chiến xe tăng lớn nhất trong cuộc chiến. Các cơ quan nghiên cứu tại Anh ước tính rằng Moscow đã mất hơn 3.000 xe tăng trong hai năm chiến tranh, số lượng này nhiều hơn tổng số xe tăng đang hoạt động trước chiến tranh của Nga. Tuy nhiên, cơ quan này cũng đưa ra nhận định rằng số xe tăng của Ukraine tổn thất thậm chí còn cao hơn. Bất chấp việc hao tổn khí tài, Moscow luôn đặt ngành công nghiệp quốc phòng khổng lồ của mình vào tình thế sẵn sàng chiến đấu, và điều này giúp họ liên tục bổ sung sự thiếu hụt các phương tiện và vũ khí. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu năm nay từng tuyên bố rằng sản lượng xe tăng nội địa của Nga đã tăng gấp 5 lần kể từ tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, Nga cũng đã quyết định đưa những chiếc xe tăng cũ ra khỏi kho và tái sử dụng vào những phương thức khác nhau. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel hôm qua đã sa thải hai chỉ huy quân đội hàng đầu, những người có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của nhân viên cứu trợ World Central Kitchen gây chết người ở Gaza. Tổng tham mưu trưởng Hezi Halevi đã cách chức chỉ huy lữ đoàn Nahan, một trong những lữ đoàn bộ binh chính của quân đội và một chỉ huy cấp cao khác trong cùng lữ đoàn. Ông Halevi cũng đã đưa ra lời xin lỗi chính thức vào hai hôm trước về cuộc tấn công của Israel Ông này cho biết vụ việc xảy ra do việc xác định sai mục tiêu diễn ra trong bối cảnh một cuộc chiến với điều kiện rất phức tạp. Nhiều quốc gia, trong đó có cả Mỹ, đã lên án vụ sát hại các nhân viên cứu trợ. Các quốc gia này cho biết họ vô cùng lo lắng trước vụ việc vừa diễn ra. Hôm thứ Ba, World Central Kitchen xác nhận rằng 7 nhân viên cứu trợ của họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Những nhân viên thiệt mạng là công dân của Úc, Ba Lan, Anh, Palestine và một công dân có hai quốc tịch Mỹ-Canada. Tờ Daily NK đưa tin, chính quyền Triều Tiên gần đây đã nhập khẩu số lượng lớn gạo từ phía đông bắc Trung Quốc. Việc nhập khẩu này được cho là giúp Triều Tiên bình ổn giá gạo khi quốc gia này đang trong thời kỳ lương thực thường xuyên thiếu hụt. Một nguồn tin ở Trung Quốc nói với Daily NK rằng, việc nhập khẩu gạo quy mô lớn của Triều Tiên từ phía đông bắc Trung Quốc đã bắt đầu vào giữa tháng 3, gạo được vận chuyển bằng các chuyến tàu chở hàng từ Đan Đông của Trung Quốc đến Sinju của Triều Tiên. Vào tháng 1 năm 2024, Cơ quan Hải quan Trung Quốc đã thắt chặt kiểm tra các dự án vận chuyển đến Triều Tiên, gây khó khăn cho các chuyến tàu chở hàng đi Sinujiu. Chính quyền Trung Quốc thậm chí còn chặn các chuyến tàu chở gạo. Khi tình trạng thiếu lương thực của Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn, các công ty thương mại Triều Tiên tăng cường nỗ lực để tiếp cận gạo từ Trung Quốc và Hải quan Trung Quốc cũng đã bắt đầu phê duyệt xuất khẩu gạo vào giữa tháng 3 năm 2024 tuy nhiên nguồn tin cho biết gạo được nhập khẩu từ trung quốc vào triều tiên có chất lượng kém và với chất lượng này thì chúng thường chỉ được sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi ở trung quốc gạo nhập khẩu vào triều tiên bị bột và thường bị mốc hoặc lẫn với chất bẩn và các chất tạp nhiễm khác chúng được xác định là loại gạo có chất lượng kém và vốn dĩ không được bán ra ở thị trường trung quốc nhưng trên thực tế gạo triều tiên nhập khẩu có giá chỉ bằng một nửa so với mức giá gạo tiêu chuẩn châu á hay gạo trắng hạt dài của thái lan Chính phủ Trung Quốc dường như rất nhạy cảm về giao thương hàng hóa với Triều Tiên vì cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ các lệnh trừng phạt chống lại quốc gia này. Công ty đang sở hữu và điều hành 225 nhà hàng McDonald's ở Israel hiện đang bán lại chúng cho tập đoàn này. Giám đốc điều hành của Alonio Limited, công ty đang sở hữu nhượng quyền và điều hành các nhà hàng McDonald's ở Israel cho biết trong hơn 30 năm, Alonio Limited đã tự hào mang McDonald's đến Israel và phục vụ cộng đồng. Chúng tôi đã phát triển thương hiệu này thành chuỗi nhà hàng hàng đầu và thành công nhất ở Israel, đồng thời rất biết ơn ban quản lý nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi đã biến điều này thành hiện thực. Trên thực tế, đã có những cuộc tẩy chay rộng rãi đối với công ty này sau khi McDonald's tặng bữa ăn cho quân đội Israel. Các thương hiệu khác của Mỹ như Coca-Cola, Pepsi và Starbucks cũng phải đối mặt với sự tẩy chay tương tự đặc biệt là ở Jordan, nơi có phần lớn dân số là người Palestine. McDonald's cho biết các nhà hàng của Alonio Limited hiện sử dụng hơn 5.000 nhân viên và những người này sẽ vẫn có thể tiếp tục công việc của mình. Đại diện tập đoàn McDonald's nói lời cảm ơn với Alonio Limited vì đã xây dựng hoạt động kinh doanh và thương hiệu McDonald's tại Israel trong 30 năm qua, và McDonald's vẫn cam kết sẽ tiếp tục mang lại trải nghiệm tích cực cho nhân viên và khách hàng trên thị trường này trong tương lai. Theo dữ liệu do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA vừa công bố, lưu lượng hàng không toàn cầu trong tháng 2 đã tăng 21,5% với tốc độ hàng năm. Tổng lưu lượng hàng không tính bằng doanh thu từ hành khách cũng được xác định tăng 18,7%. Willy Walsh, tổng giám đốc IATA cho biết có lý do chính đáng để lạc quan về triển vọng của ngành hàng không vào năm 2024 khi các hãng hàng không tăng tốc đầu tư vào quá trình khử carbon và nhu cầu của hành khách Điều này cũng cho thấy khả năng phục hồi trước những bất ổn về kinh tế chính trị. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây xin kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.